Ok, xin chào tất cả bạn. Sau đây mình sẽ cùng anh Mạnh cover lại những bài bản hit của Khang Việt. Chúc các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ. Mình tạm chia tay nhau nhé anh, để tao biết đôi có yêu nhau không. Mình đã cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thế nó sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho yeah.